Xin chào tất cả các anh em nha, đã quay lại kênh YouTube của em ha. Em ở chợ Đình Bình Thủy, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang nè. Thì hôm nay em về những cái dòng thiết bị rất là nhiều anh em, để anh em tham khảo và lựa chọn những cái dòng thiết bị em sẽ gửi đến tất cả anh em. Và loa neo nè, rồi chép Thái nè, và chép GCF 850 dòng xịn sò hết nha anh em. Và em sẽ có đầu video sẽ bán chi âm đến tất cả anh em. Một cái bộ Micro chỉ có 600 ngàn anh em ơi. Đó. Đây, bộ này chỉ 600 ngàn bán chi ăn đến anh em chơi ha. Thì anh em này nhanh tay nha, em chỉ có một bộ duy nhất nha. Đó. 600 ngàn một bộ nha anh em. Một bộ linh kiện rất là còn đẹp, rất là mới, rất là xịn sò. Đó, dòng này thì của Tháo Ba đi về nha. Rồi thì em còn được mấy bộ nha anh em. Còn chép này thì chép phiên bản Italy GCF 850. Dòng này thì rất là ok nha. Dòng này thì ngoài người ta làm để nước người ta xài nha, mình mua ảnh mình mua lại thôi. Đó, ngoại hình hình thức của nó là rất là ok nha anh em. 850 nha, dòng rất là xịn sò nha. Con dây dẹp, con dây dẹp 100%. Đó, đây là cái nắp của nó này nè, bằng nhôm. Thì cái bộ này em bán chỉ là 1,3 triệu một bộ nha. 850 dây dẹp, dây dẹp nha nè. Đó, lỗi thì lỗi đồng để cho cái con này nó mát, 850 nha. Nặng chỉ 44,5 kg, nặng 4,5 kg nha, 4,5 kg, 4,6 kg gì đó. 850, 1,3 triệu một cặp. Một cặp là gồm hai cái nha nè, hai cái như này là 1,3 triệu không bao phí ship nha nè. Và cái dòng này của người ta ta làm rất là xịn sò nha. Đó, mút của người ta bỏ vậy nè, có thùng xốp gửi đi hàng cho anh em, không có sợ bị bể bị sóc gì hết nè. Đó, nó có gì liên hệ với em, số điện thoại là 0369050836 nha nè. Và mấy cái bộ phân tầng này thì em đi về cũng được vài chục cặp nha nè. Đây là bộ phân tầng chưa hàng dây, giá bán là 750 ngàn, hàng dây bãi luôn, 1,5 dây xịn quấn xe lại nè, thì là 800 ngàn. À, dây này, cái bộ phân tầng này tiếng rất hay nha, nó có bóng đèn à, xử lý tụ dây này kia, dây đồng rất là xịn sò nha nè. Đó. Còn đây là 700 ngàn chưa hàng dây. À, phân tầng này ra tiếng chép rất là hay nha. Nó có tự ngắt khi cái chép của mình nó bị cháy nè. Đây nó có cái tụ giống như cầu truyền nhiệt vậy đó. Đó, này là phân tầng đơn. Và đây là phân tầng 900 ngàn, có cuộn lõi không khí rất là xịn sò nha. Dòng này thì dòng của nước ngoài đi về nha, tiếng nó rất là ok. Còn đây là 1 triệu mốt chưa có dây, nếu mà dây thì thêm toàn bộ thêm 50 ngàn nữa nha anh nha. Mấy phân tầng này rất là xịn nha, nó có cái cuộn dây và mấy cái tụ để chống cháy chép nha. Rồi cái dòng chép này thì là chép xịn của Made in Thái Lan nha nè. Đây, chép này thì của Hoàng Gia Bảo Dương nha. Đó, chép xịn của cái này là Bảo Dương nhập về của Thái xịn ha, có mã số sơ ghi và có chống hàng giả hết nha. Dòng này thì anh em mua cũng khá bị lầm nhiều nè, nó cũng bị lầm là nó có cái dòng nhái nó cái con đó ở trong, rồi chất liệu của nó thôi là anh em thua rồi ha. Cái này là bằng nhôm nha, chứ không phải là bằng mũ nha nè. Đó, anh em mua hay bị lầm lắm đó. Đây là chép xịn nha, chép của Thái là có mức giá là 3,750 triệu một cặp, trong nằm ở trong thùng nha nè. Nó có thùng nè. Chép này là chép mới 100% nha. Xếp chép này là chép xịn nha anh em, không phải là hàng nhái thị trường nha. Và chép này thì mình không có nói là loại 1 loại 2, chép xịn với không xịn thôi nè. Đây là cái thùng của nó đây. Đó, và nó có bỏ vô có bọc ốc nè để cho mình bắt luôn nha. 3,750 triệu. Còn anh em cũng cái dòng này cũng có hàng rẻ nữa nha nè.
thì anh em thích mua cao cấp thì mua, thích mua rẻ tiền thì anh em cứ mua nha. Rồi thì chép này là 3.750.000, chưa có cộng vô phí ship nha anh em, nói rõ ràng nha, chưa cộng vô phí ship. Phí ship nó tầm có mấy chục ngàn thôi nè. Còn ở đây thì em có cái van nét 90 Plus, dòng này thì dòng rất là đẳng cấp về âm thanh nha anh em, rất là đẳng cấp về âm thanh. Dây nhựa pin thì em có bán đầy đủ luôn nha, và sạc được có đầy đủ luôn nè. Pin tự ngắt luôn nha, em có rất là nhiều nhưng mà em lười lấy ra quay thôi. Thì anh em nào có mua thì có cần thiết thì em gửi hàng luôn, 101 cho một cặp, một hộp gì là 4 viên là kêu bằng 2 cặp đó anh em, một bộ gì là 220 nè. Bộ sạc này thì 180 tự ngắt nha, em không có bán mấy cái bộ sạc dởm anh em, anh em cắm vô 3 ngày sau giờ nó đầy thôi, nó không bị nổ cháy đâu nha. Rồi pin thì có đầy đủ 180, và 4 viên thì là 220 ngàn ha, một viên thì 2 viên thì 101 nha. Còn những cái dòng van này thì giá thì nó rất là ok đó, 1.790.000 390 Plus nha, dòng van cơ lai số chuyên nghiệp và có cái giải tầng tiếng rất là hay, nút FX, micro nè, tiếng mic nè, music, echo, reverb độc lập ở ngoài. Bộ con van này thì nó có cổng van Bluetooth gì có đầy đủ, đường out, đường LG gì, đường center gì đầy đủ anh em. Đây ở trong cái nội thất nó anh em nhìn thấy linh kiện của nó là gạch xịn sò IC đến từ Nhật Bản không anh em. Con van này thì cái giá nó là chỉ có 1.700.000 thôi, nhưng mà cái tiếng nó rất là hay, bo chống hú của nó đều xài IC Nhật Bản hết nha anh em, 1.700.000 nhưng mà rất là hay nha. Đó, 1.700.000 một con vang 390 và lút dòng echo kỳ quạt, tiếng nhạc rất là đẳng cấp nha. Đó, và em có quan số thì có đầy đủ luôn nha, X56 thì có đầy đủ. Thì cái bộ Mitgo này nè, bộ Mitgo này là 31 UG 31, dòng này thì tiếng của nó rất hay nha nè, đó nó có chữ xua nè. Và bộ này thì Việt Nam mình chưa xài nha, USA sản xuất từ Đài Loan nha nè. Đó, dòng này thì sản xuất quá nhiều nước luôn nha. Bộ này thì tiếng nó rất hay, em bán 2 triệu, đợt này là 2 triệu nè. Vigo thì còn rất là đẹp nha, tiếng này em quay nhanh anh em ơi, video nào cũng quá dài. Còn cái DB Cutis này thì dòng này thì chắc em cũng khỏi có giới thiệu chi quá nhiều. Dòng DB Cutis xịn nha. Đó, DB Cutis xịn. Dòng này thì rất là ok. Mấy dòng này thì anh em khỏi có chơi rồi. Nó có cái tiếng vang, dòng này thì em bán rất là nhiều anh em ơi. Em bán rất nhiều rồi. Nói dòng này thì bán cho ai thì không có người nào mà lại chơi hết nè. Thì cái dòng này là nó chuyên nghiệp về âm thanh sự kiện tiệc cưới nha. Đó, hoặc gia đình. Mình muốn xài sao xài, nó có chế độ vang nè, echo nè, 5 chế độ vang nha. Tiếng này thì cái thiết bị mình không hay, mình mở lên được 2-3 fs thì nó rất là ok nha. Độ thì còn đẹp từ chi tiết nha. Con này thì 3.2 triệu nha anh em. Cái dòng này nó không có được rẻ nữa nha. Dòng này trên thị trường người ta bán tới 3.5 triệu lần đó nè. Rồi cái dòng mà UG 390 Bluetooth thì dòng này nó rất là ok anh em. Trên đầu mic của nó thì nó toàn bộ là đóng chữ xua hết nha. Đó, rất là ok. Này pin còn trong đây, để luôn này, mã luôn. Đó, mở ra để quên nó chảy. Trên cái đầu mic của nó thì đóng toàn bộ chữ xua hết anh em. 390 Bluetooth ha. Đóng chữ xua hết nha. Bộ này thì là 2.6 triệu nha anh em. Này xuất xứ tại Đài Loan hết nha anh em, khỏi lo. Đồ rất là đẹp nha, còn thùng xốp hết nha. Con này thì Bosa, con này 4.5 triệu,
dòng Busa xịn nha anh em. Con này bán chậm quá, biển quay của anh em ơi, thì nói sơ qua đi. Anh em nào yêu thích nó thì kết bạn Zalo em sẽ gửi hình ảnh và hoặc quay chi tiết nha. Con này nó giá tiền cao quá, bán rất là chậm. Làm biến quay luôn anh em. Video bán được con hay con à, làm biến quá. Rồi cái dòng neo, neo này thì nó rất đặc chuẩn anh em. Đó, rất là dày dặn nè. Con 76, dòng này thì phù hợp để gấp a gây và tiễn ha. Full monitor gì thì nó quá là đẳng cấp rồi. Tiếng nó rất là hay. Nó là cái mức giá của nó là 3.500.000 một bộ đo rồi. Con 76 dòng này thì tiếng nó rất hay, nó rất là mềm nghe nè, ngon, rất là ngon. Còn này thì con 1.976, hai cái lo này thì là 1.700.000 từ 1.9 con 76 anh em ơi, lo rất đẹp nha. Đó. Còn đây là cũng một cái bộ lo neo 40 con 76. Đó, dòng này thì dòng đạt chuẩn hết rồi. Dòng 7 nha. Con 76 dòng 7. Neo. Neo bi, bi rất là xịn. Con 76 dòng này thì cái màng nó rất nhẹ, đánh tiếng bass cực kỳ mềm mại nè. Tiếng rất là sáng, rất là hay. 3.8 là một cặp nha anh em. Đây một cặp gì là 3.8 nè. Đó. Tiếng bass rất mềm nha. Này đánh gấp a gây nè, qua tiễn nè, full nè. Anh em xài gì cũng được hết đây. Quá là ok nha. Lò này thì lò đặc chuẩn của nước ngoài, dòng 7 đi về nha anh em. Dòng của KH nha. Đó, lò này dòng của KH rất là xịn nha. 3.8 một cặp. Dòng này thì 3.8 chưa cộng phí ship anh nè, phí ship tầm cái khoảng chắc 100.000. Neo xịn nha, rất là dày dặn, sướng tay lắm nha, chứ không phải như mấy cái dòng mà bình thường anh em, rất là sướng tay nha. Còn cái cặp bát Thái này TB nè, BT15 800A 1000W à, 8 ohm, nó đinh Thái Lan xịn. Dòng này thì con 76 nha anh em, dòng này quá ngon nha. Này đánh bass thì ok, quá ok à, cực kỳ ok nha. Đó. Đây anh em nhìn xem thì dòng này tiếng nó rất sáng anh em, tiếng rất sáng nha, tiếng nó ok, rất là ok nha. Đó là hai cái gì nè, là 4.6 anh em, là phải 4.6 à, đây 4.600.000 ha, 4.600.000 anh em. 500B con hai lớp nha, giá bán là 5.500.000 anh em, không bao xíu nha anh em. Rồi rồi em sẽ qua những cái dòng sản phẩm là đẩy anh em. Mấy con đẩy này cực công sức là cực lớn không anh em. Đó, những cái dòng là dòng này là dòng Bosa AF8080 anh em. Còn mấy cái con đẩy này, mấy con này thì về từ là toàn hàng là bãi không anh em. Bốn kênh với mấy công suất là cực kỳ lớn anh em. Từ 1000W đến 1200W trở lên không anh em. Còn cái dòng này Bosa nè, AF8080 này thì cái dòng này công suất được 1000W nha anh em. Mấy cái dòng này thì mình đánh súp được, đánh full được anh em. Đó, cái mặt ở trước là mặt pha nhôm nha. Có mức giá là 5.200.000. Thì mấy cái dòng này 5.200.000 em bao ship nha anh em. Đó, nhôm mặt của nó rất là dày nha, dòng xịn bãi đi về anh em. Dòng này thì rất là đẹp. Em thì chuyên bán những cái dòng đẩy vang mít ha. Công sức này kia là toàn bộ là hàng xịn sò hết anh em. Chưa chày dù cho một cái chi tiết nhỏ anh em. Thì em đồng ý là mấy cái con bãi đi về thì lúc nào nó cũng có là một cái chày xước nhỏ. Nhưng mà mấy cái chày xước nhỏ đó đó không có đáng kể chút xíu nào nè. Cắm điện nè, 220 đi vào ha. Có bốn cái cặp lo và gắt lưu trích đó, 2 in và 2 out. Mấy cái đường là cắt là từ 1.4 cho đến 0.1 cho đến là 0.776V anh em. 0.775V.
Cái dòng này thì đưa tín hiệu đi vào á, rất là mạnh mẽ nè. Đây em mở review cho anh em coi nè. Thì mấy con này em bán thì lúc nào cũng còn tem nhãn mác anh em. Mấy cái dòng này thì em mở ra em review để cho anh em xem và nghiên cứu và tham khảo nha. Đó, anh em mình cùng tham khảo và nghiên cứu với em nha. Đó, những cái mấy cái con công sức nè. Này là 40 con anh em, 40 con không có kể mấy con bù áp anh em. Dòng này thì linh kiện của nó anh em nhìn soi từ chi tiết rất là đẹp nha. Rất là mạnh mẽ nha. Tăng phô thì tầm có khoảng 2 tắc nha nè. Tăng phô đồng 100%. Dòng này thì nó rất là nặng anh em. Rất nặng nha, tăng phô nè. Ở đây ta có làm cái ký hiệu dòng này dòng bãi đi về nè. Đó. Sản xuất thì cũng mới đây thôi nè. Cũng không lâu. 2023 nè. Di động 100%. Mặt trước có gờ le bảo vệ cho cái cuộn tăng phô không có sợ bị cháy chập luôn nè. Có sự cố là cái gờ le nó sẽ đóng lại nè, gờ le này nè. Còn hai gờ le này thì để bảo vệ đường đi ra. Rồi, con này thì có cái mức giá là 5 triệu 200 ngàn anh em. Công suất của nó là 1000 W anh em, 40 con. Dòng này công suất lớn lắm nha anh em, đánh full hay sáng lắm. Tăng phô di động còn đẹp, 95% hoặc là 100% chứ không có không tệ anh em. Rồi, em sẽ qua tới một cái con JBL anh em, JBL cũng là 40. Cái con JBL này thì em bán rất là chạy anh em. Nó có cái công suất rất là mạnh mẽ nè. Hai cái đường lưu trích đi ra và có hai cái cọc lo để mình gắn, hai đường in, hai đường out, điện 220. Con này là công suất 1000 W nha anh em. Dòng này cũng là dòng bãi đi về hết nha anh em. Thì em bán toàn bộ là dòng bãi hết nha. Con JBL là có mã số là J2.850. Hai kênh. Dòng này là công suất cực kỳ mạnh mẽ anh em. Con này em bán giá là 4 triệu 400 ngàn anh em. 4 triệu 400 ngàn. Bao ship cho anh em luôn nha. Bọc ốc em bỏ trong đây. Rồi anh em nghiên cứu nha. Và nhìn kỹ trong cái thiết bị của em. Đó, toàn bộ là đẹp ha, đẹp cực kỳ đẹp. Linh kiện này sau này mà anh em lỡ có sự cố hư đó nè, rất dễ là sửa. Tại vì linh kiện nó rất là lớn anh em. Tụ thì quá khứ là nhiều. Dòng này rất là xịn sò nha. JBL mang thương hiệu là của Mỹ đó nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tụ. Tụ vàng cháy nha. Tụ này nó có là 100V đó anh em. 100V. Nó bao nhiêu mi đây? Mình nhìn chưa thấy nè. 15 ngàn anh em. Xài sò. Xài sò. 2S1943 nè. Đó. Tăng phô rất lớn, một gang tay luôn. Và nó có cái relay để bảo vệ cho cái tăng phô có chạm chập đó nè. Rồi, con JBL này rất là hay nha anh em. Đó, em quay sơ qua thôi. Thì những cái dòng của em bán là từ chi tiết, không bị xét, không bị chạy, không bị lỗi gì hết nha anh em. Rồi, cái tiếp là cái JBL anh em. Là J8800. Dòng này là dòng xịn nha anh em, chứ không phải là dòng bình thường ở ngoài thị trường nha anh em. Hai cái tay này nó rất dày nha, chứ không phải là dòng mà rẻ tiền ha. Dòng này là dòng bãi nha anh em. Con này là em bán là 6 triệu 700 bao ship. Đó. Hai cái tay á, nhôm của nó rất là dày và bốn cái bulum của nó nè anh em. Công tắc giữa nha. Hai cái lỗ là mát. Dòng JBL á, dòng này xịn nha anh em. Có công suất là từ 1200 cho đến 1500W nha anh em. Bốn kênh nó độc lập được hết luôn nha. Và nó có ở sau của nó là mỗi một với của nó là hai cái cọc lo. Và hai lưu trích. Bốn đường độc lập nha anh em. Mấy cái công tắc ở đây thì ba đơn neo, cộng tăng giảm đời CB nha anh em. Hai quạt gió nha, có cọng dây rất là to lớn nha nè. Con này là cực kỳ khỏe nha nè, anh em đánh làm show sự kiện tiệc cưới nha nè.
lưu động hát với nhau ha, ở nhà như toàn bộ anh em có tiền thì cứ mua nha. Dòng này thì em bán cũng rất rẻ nha, trên thị trường nó không có giá này đâu nè, tại em lấy được cái số lượng mới có giá là 6.700. Con này thì em bán bao ship cho anh em luôn đó, lời rất là meo. Quan trọng là để cho anh em có những cái dòng sản phẩm xài cho đạt chất lượng với anh em nè ha, có đạt chất lượng với người ta thôi, chứ còn em thì lời rất là meo, không có lời nhiều đâu, rất rẻ nha anh em. Anh em nhanh tay nha, anh em xem cái kênh của em á, anh em cho em một like và một lượt đăng ký nha anh em, một lượt like và một lượt chia sẻ anh em, để em có càng ngày có ra những cái video để anh em tham khảo và nghiên cứu những cái dòng thiết bị xịn sò gì nè đó. Và anh em có yêu thích thì liên hệ với em nha, em để số điện thoại dưới góc màn hình đó anh em, số điện thoại em để góc màn hình, em zoom lớn lên cho anh em coi IC của nó nè, xài rất là xịn sò anh em thấy không, đồ mới đẹp keng nha. Rồi con này có mức giá là 6.700, con Busa anh em ơi đó, CF1000. Dòng này là em bán giá cực kỳ rẻ nha anh em, 7.900.000. Con Busa xịn nha, Busa này Busa dòng bãi nha nè, dòng bãi sách về. Nhưng mà cái dòng này á, chiếc này là em có mấy cái vỏ thùng gửi đi luôn anh em, rất là an toàn nha. Em sẽ để mút này kia vô luôn, anh em mua khỏi sợ mấy tay này không hồi chạy nha. Dây nhựa rất là to lớn nha, dòng rất là xịn nha. Rồi em mở ra cho anh em coi nè, cái nắp của nó rất dày nha anh em, quá đỉnh anh em ơi, quá khứ đỉnh luôn. Dòng này nhìn muốn viền luôn anh em. Bán cho anh em là những cái dòng toàn bộ là xịn, dòng bãi đi về hết, không bán dòng trôi nổi ha. Và những cái sản phẩm của em á, em bán á là toàn bộ đồ nhập khẩu hết, đồ xịn sò hết nha, không bao giờ bán những cái dòng mà trôi nổi thị trường, anh em yên tâm mà tiêu dùng nha. Rồi anh em đó, anh em nghiên cứu những cái dòng thiết bị của em rồi có gì alo em nha. Con này thì em bán là cái giá là phải nói chứ khó kiếm được đơn vị mua bán như em nghe anh nè, không chạy không lỗi dù cho một chi tiết nhỏ nha anh em. Đó. Rồi anh em yêu thích thì nhắc máy liên hệ với em nha, thì anh em cứ thích nó thì chụp hình qua anh em, khỏi cần kết bạn Zalo nha. Đó, anh em cứ gửi hình ra được bình thường, có điện bình thường, không cần kết bạn, dẫn điện được nha anh em, khỏi cần đề nghị kết bạn ha, anh em vẫn trò chuyện với em được, vẫn quay hình được, gọi hình được luôn nha. Rồi đây là cái bộ lo mạch tin, lo mạch tin này thì nó rất là ok nha anh em, xài thì lo thì 800W anh em, BM ha, BM 800W 8 ohm. Đây model của nó là 15BM79A, xài thì xài chép neo anh em, những cái dòng này thì xài toàn bộ là lục giác hết nha anh em. Em quay kỹ cho anh em rồi nè, bộ này thì cũng đang tại cửa hàng cũng còn được vài cặp nha anh em, xài toàn bộ là lục giác hết nha. Tin bãi dòng rất là xịn sò, còn đẹp, rất là đẹp nha anh em, từ mặt trước đến mặt sau đó, xài nó rất là ok nha, xài rất là chít ao đường in đường ao, có đầy đủ hết nè. Đây những thông số nó nằm sao, cái này là dơ bụi nè, em vệ sinh lấy cái nồi lao lao cái là nó rất là đẹp nè, ở trên đây, trên này rất đẹp. Thì cặp này là có mức giá là 8.000.000, chưa có bao ship nha nè. Còn chép thì đây sườn màng nhện là hai găng anh em. Đây lo còn rất là đẹp nha, chép thì chép 850, xài chép dòng BS bi, dòng rất là xịn. Đây phần tặng nó đây anh em, rất là ok nha, ở trong cái bộ phận trong ruột của nó thì anh em nhìn nè, nó rất là sắc sảo nè, dòng lo mắc tin xài toàn bộ lục giác hết.
Và chép này thì chép 850, em sẽ mở cho anh em xem. Và trong này thì anh em nhìn nè, rất là ok nè, lo rất là đẹp nha. Chép của nó thì toàn bộ là đồng hết anh em. Em mở ra. Nó có cái lồng trong cái con đó nè, nó để cho ẩn nhiệt cho nó mát nè. Đây. Đó, 850. Con của nó nè, anh em nhìn thấy không? Rất là ok. Nó đẹp bằng tư ống ánh nha. Lo là rất là đẹp. Đẹp từ chi tiết anh em. Và cái tiếng bass nó sâu lắm nè. Nghe nó âm thanh cải thiện rất là sướng đó nè. Dòng này thì xài ốc lục giác gì hết anh nghe nè. Lục giác hết, toàn bộ lục giác hết. Còn chép thì bắt lục giác mà bắt bằng cây ha. Dòng này thì tiếng nghe nó hay lắm. Một cặp gì là 8 triệu một cặp, chép 850 neo. 850 neo nè. Và hai cái củ chép nè, không có họng nè, họng theo thùng nha. Và thùng thì rất là đẹp. Và nó có cái cọc để mình cắm vô cái súp đó nè. Rồi em qua những cái dòng sản phẩm khác nha. Rồi anh em sẽ qua với cái cặp thùng BSD. Thì cặp mấy con BSD này em mới về nè anh em. Thì cái mẫu BSD thì nào giờ anh em biết rồi phải không? Mẫu BSD là cái hát mà tiếng bass nó sâu nó to lớn nhất là nhờ hai cái họng còi này nè anh em. Hai cái lỗ hơi nè. Ở trong nó thông nó móc lò. Thì cái này là lo 5 tắc con trăm GCF nè. GCF của Tàu anh nè. Thì GCF này rất là đánh tiếng bass quy lực. Thì một cặp BSD này anh em. Đây. Mấy cái lính của em đang gáp vô nè. Đang mở kiểm tra rồi đang mở gắp vô. Thì cái cặp BSD này á, lo thì em bán dòng mà lo thu từ dàn nhạc em sẽ gắp qua nè anh em. Cặp lo này chỉ có 2 triệu 9, 3 triệu một cặp thôi. Con 100, dòng này là chuyên đánh súp nha nè. Đó. Đây lính em là đang làm. Thì một cái vỏ mẫu BSD này nó rất là nặng nha nè. Nó nặng hơn cái mẫu mà súp kép của mình nha. Thì cái vỏ này thì nhập khẩu của từ Trung Quốc anh nè. Đó. Anh em thấy cái dáng ép của nó, dòng này thì nó rất nặng anh nè, rất nặng nha. Rất nặng nha. Ở trên là cái màng lưới của nó nè. Rất là sắc sảo. Còn ở trên cái đầu này thì để anh em mình để cắm thêm một cái cặp lo nè. Để cặp gây dựng đôi lên cũng được anh nè. Thì cái chiều đứng của nó là được 90. Chiều đứng 90. Bề hậu sâu vào á nè, hậu sâu vào á thì nó là sẽ 75. Bề hông ngang là 60. Dòng súp BSD chuyên nghiệp. Một cặp này thôi là nó đánh rung nhà nè, rung nhà rung sớm luôn nha. Đó. Rồi em sẽ qua bên cái những cái sản phẩm khác nha nè. Thì đây lo nó là gì nha anh em, là B500 ha. Cặp lo này 11 triệu nha. Đó, họng bằng sắt hết, họng bằng nhôm hết nha anh em. Còn đây là súp anh em, súp 4 tắc còn 100 ha. Dòng súp rất là xịn sò nha. Con 100 GCF. Dòng này rất xịn nha anh em. Rất là xịn sò. Đó, một cặp như vậy là 5 triệu gử. Em bán một cặp lo tháo ra như vậy là 2 triệu 6 nha nè. 2 triệu 6 một cặp nha. Còn cặp vỏ là 2 triệu 9 ha. Xài toàn bộ là xịn sò nha. Không có độ chế không gì hết nha nè. Độ rất là xịn nha. Ốc lục giác từ chi tiết. Cặp như mà tàu rửa sáng. Đó. Rất là xịn sò nha. Vỏ thì này trồng lên nó có đều có chén hết nên nè, rất là im.
5,5 triệu một cặp, còn lo bán 2,6 triệu, 2,6 triệu một cặp này, 2,9 triệu nha, bán lẻ. Còn cặp thùng này thì 15 triệu, có 11,5 triệu. Được đây. Rồi em sẽ khép video lại nghe anh em. Thì anh em nào yêu thích những sản phẩm nào thì alo em nha. Chợ Định Bình Thủy, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang nha. Em là điện tử Cải anh em. Rồi chào tạm biệt anh em nha.